Mới đây nhất, vào đầu tháng 8 năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020. Điều đáng nói là tại kế hoạch này thì tỉnh Bắc Giang đã thẳng thắn nhìn nhận rõ hạn chế cần khắc phục và có nhiều điểm mới đột phá so với kế hoạch những năm trước đó, thể hiện rõ quyết tâm trong việc nâng cao chỉ số. Nhiều sở ngành cũng đã vào cuộc, các biện pháp đang uh, triển khai thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc khắc phục hạn chế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020 đã ra mục tiêu xếp thứ 30 trên 63 tỉnh thành và nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước. Trong kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ rõ những hạn chế, những chỉ số thấp điểm cần tập trung khắc phục. Đó là chi phí gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Điều đáng nói các giải pháp đưa ra trong kế hoạch rất rõ ràng, cụ thể, có tính đột phá sáng tạo. Nhiệm vụ phân công đều gắn với 128 chỉ số thành phần của 10 chỉ số đánh giá PCI. Ở à, từng chỉ số thành phần đều đưa ra mục tiêu về số điểm cần đạt được và chỉ rõ nhiệm vụ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp. Sở đầu tư cũng đã tham mưu cho tỉnh để xây dựng và ban hành cái kế hoạch PCI năm 2020 và những năm tiếp theo. Và trong đó thì đặc biệt là theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ban Dân tỉnh là phải giao rõ trách nhiệm cho từng các đơn vị tại trong sở chúng tôi quán triệt đối với tất cả cán bộ công chức ở trong cơ quan thay đổi cái tư duy trong cái việc từ tư duy quản lý sang tư duy tư duy phục vụ. Để cụ thể hóa nhiệm vụ, sở kế hoạch và đầu tư đã phối hợp sớm triển khai quy trình năm tại chỗ trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại trung tâm phục vụ hành chính công, việc tiếp nhận thẩm định phê duyệt đóng dấu và trả kết quả tại chỗ là một việc mới và khó nhưng không thể không thực hiện để hướng tới việc tiết kiệm chi phí thời gian đối với doanh nghiệp. Đến nơi thì vào nộp hồ sơ ở đây và họ tiếp nhận hồ sơ cũng nhanh. Sau đấy thì hẹn một tiếng sau quay lại lấy kết quả. So với như thủ tục ở một số nơi tôi đã từng làm thì ở đây khá là nhanh và mọi người hướng dẫn rất là nhiệt tình. Thấy là thủ tục ở đây khá là ổn, tức là hỗ trợ cho doanh nghiệp là nộp online thì rất thuận tiện cho việc đi lại mình chỉ cần lên lấy kết quả thôi. Cách đây không lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thành lập tổ công tác tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của doanh nghiệp, nhà đầu tư gồm 5 thành viên đại diện cho 4 cơ quan là Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Với việc công khai các địa chỉ tiếp nhận, bảo mật thông tin và kịp thời giải quyết, các doanh nghiệp có thể yên tâm khi phản ánh kiến nghị về những phiền hà sách nhiễu của cán bộ công chức trong thực thi công vụ và khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sau khi tiếp nhận thông tin thì hàng ngày tổ công tác sẽ báo cáo chủ tịch ban tỉnh. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin ở ba cái mức độ. Mức độ thứ nhất là thông tin có được, chúng tôi sẽ lập tức có điện thoại đến người có trách nhiệm để yêu cầu xem xét xử lý. Mức độ thứ hai là chúng tôi ra văn bản yêu cầu người có trách nhiệm xem xét để giải quyết cái thông tin đó trong một thời hạn nhất định. Và mức độ thứ ba thấy rằng cần thiết là tổ công tác chúng tôi sẽ đến trực tiếp làm việc cụ thể với lại người có trách nhiệm để làm rõ cái thông tin mà nhà đầu tư cũng như doanh nghiệp cung cấp. Thời gian gần đây đã có nhiều cuộc tiếp xúc giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp nhà đầu tư. Điều này đã giúp những người đứng đầu chính quyền chủ động nắm bắt tình hình, nhất là vướng mắc khó khăn của nhà đầu tư. Đồng thời cộng đồng doanh nghiệp cũng cởi mở và yên tâm hơn khi chia sẻ, phản ánh kiến nghị, thậm chí là hiến kế.